Xin chào tất cả các bạn, mình là MC Thanh Ngân. Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá Hà Nội. Hiện tại mình đang có mặt ở ga tàu điện trên cao đầu tiên tại Việt Nam, đó chính là ga Cát Linh. Ấn tượng đầu tiên, nhà ga to, đẹp, có màu xanh bắt mắt. Về kiến trúc nhà ga, ga có bố trí tiện ích gồm thang máy, biển chỉ dẫn, camera giám sát an ninh, còn nhiều khu vực có đầy màu sắc để chúng mình chụp hình, check-in, rất tây. Các bạn hãy thử một lần đến trải nghiệm ga tàu Cát Linh này nhé. Mình là MC Thanh Ngân, xin chào và hẹn gặp lại.